lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như trời vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, ngọt ngào không nói nên lời. Trời xuân, lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta gần nhau phút giây còn mãi. Hát lên, lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta một sao giữ em tay trong tay. Những yêu thương nồng say khi bên nhau, làm sao giữ phút giây này. Niềm vui khi bên nhau có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn lòng không nói nên lời. Hạnh phúc trao dâng, lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta một đêm phút giây còn mãi. Hát lên, lời hát xin cảm ơn tình yêu dành cho chúng ta một đêm nhớ cho nhau. Giây phút khát khao hát cho tình yêu và xin cảm ơn tình yêu. Đêm hôm nay như mơ, bao nhiêu yêu thương ta trao cho nhau. Giây phút khát khao hát cho tình yêu.
thưa các cụ, thưa các ông, đây các bà, các bà, cô dì chú bác của hai gia đình. Tôi tên là Hợp, là bác của cháu Sơn. Hôm nay được sự ủy nhiệm của ông Quang và Quỳnh, xin là thay mặt gia đình họ nhà trai đại diện có đôi lời phát biểu với các cụ, các ông, các bà toàn thể hội nghị ngày hôm nay. Trước hết, lời đầu tiên tôi xin gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể cô dì chú bác một sức khỏe dồi dào. Chúc tất cả các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể hai gia đình khỏe mạnh, an khang, thịnh vượng và hạnh phúc. Vâng, báo cáo với các cụ, từ xưa các cụ đã có câu nói trai lớn thì dựng vợ, gái lớn thì gả chồng. Cháu Sơn, con của ông bà Quang Quỳnh cùng với cháu Trâm Anh, con Dương và Dung của nhà các cụ, qua quá trình quen biết bạn bè, tìm hiểu và yêu thương nhau, các cháu về báo cáo hai gia đình được sự nhất trí cao của hai gia đình ông Quang và Quỳnh và ông Quốc và Dung. Với quyết tâm các cháu đi đến hôn nhân thì qua nhiều lần gặp gỡ bàn bạc, với tinh thần thống nhất, hai bên gia đình đã chọn ra ngày lành tháng tốt để tổ chức các thủ tục của ông cha để làm cho các cháu. Thì hôm nay là ngày lành tháng tốt, gia đình nhà trai chúng tôi có sửa một số lễ mọn để làm lễ ăn hỏi cho các lễ vật, để làm lễ ăn hỏi cho các cháu. Thì trước hết tôi xin giới thiệu thành phần của nhà trai chúng tôi hôm nay, gồm có cụ Mo là bà nội của cháu Sơn, cụ Nghị là bà ngoại của cháu Sơn cùng với cụ Lịch là bà bác của cháu Sơn, ông Đức là ông cậu trẻ của cháu. Cùng và nhân vật quan trọng nhất hôm nay là tôi xin giới thiệu ông Quang và Quỳnh là thân sinh ra cháu Sơn, cùng với tất cả các cô dì chú bác, anh em nội ngoại, bạn bè thân thiết đều có mặt để về dự lễ ăn hỏi của cháu Sơn và cháu Trâm Anh hôm nay. Qua quá trình tìm hiểu quen biết, các cháu về báo cáo hai gia đình đã thống nhất thì hôm nay là gia đình chúng tôi có sửa một số lễ vật để trình báo với các cụ, đưa vào hiến báo đầu tiên. Xin phép các cụ để cho gia đình nhà trai và kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quý vị khách quý. Về phía nhà gái chúng tôi xin trân trọng giới thiệu, tôi tên là Hào, là chú ruột của cháu Trâm Anh, cũng là đại diện cho họ nhà gái. Bà ngồi đầu tiên là bà nội, bà ngoại của cháu Trâm Anh, ông trẻ của giữa lên là ông trẻ của cháu Trâm Anh. Tiếp đến là ông Dũng và Dung là bố mẹ thân sinh ra cháu Trâm Anh. Kính thưa toàn thể quý vị, như lời phát biểu của đại diện cho họ nhà trai, hôm nay nhà trai đến với gia đình nhà gái chúng tôi để tổ chức lễ ăn hỏi và tiến tới lễ tẩy hôn cho hai cháu. Thay mặt gia đình nhà gái, chúng tôi xin chân thành cảm ơn và chấp thuận lời phát biểu của vị đại diện cho họ nhà trai cũng như lễ vật nhà trai dẫn đến nhà gái. Và cũng kể từ giờ phút này, có thể khẳng định là cháu Hồng Sơn và cháu Trâm Anh là con dâu, con rể của hai nhà chúng ta. Các cháu thì vẫn còn nhỏ dại, là kính mong hai bên gia đình tiếp tục là giáo dục, rèn luyện và giúp đỡ để hai cháu làm tròn bổn phận làm con, làm cháu trong gia đình. Xin kính mời các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quý vị khách quý uống nước ăn cầu.
quê xa, đi được lúc nào thì mang đến những an nhiên. Thế còn cái việc mà cưới cháu thì hôm nay là anh họ phải xin báo cáo với ngài họ là ăn Tết xong ăn riêng. Thời gian về được là về thì ngày chủ nhật còn cây cờ cũng về được, cho nên là